Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Amin Kha đây. Như vậy là được một khoảng thời gian ra mắt thì cái chiếc máy Galaxy A72 này bây giờ nó đang có mức giá tầm khoảng là gần 9 triệu tại điện thoại hay. Đó, thì đây là một cái chiếc máy mà đã được kích hoạt bảo hành rồi các bạn nhé. Nhưng mà khi các bạn mua tại điện thoại hay thì các bạn vẫn sẽ còn được cái khoảng thời gian bảo hành với trung tâm bảo hành chính hãng. Đó, cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái khoản này. Đó, thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 1,5 triệu đồng so với lại những cái chiếc máy mới bóc siêu bây giờ. Tức là ở đây về cơ bản thì đây vẫn là một cái chiếc máy mới. Nó giống như là hàng của Galaxy Note 10 hoặc là Oppo A73 mà trước đây mình đã từng giới thiệu đến cho các bạn đó. Thì nó là một cái dạng mà được kích hoạt bảo hành để lấy doanh số với hãng hoặc là những cái chiếc máy trưng bày. Nên thành ra là về cái khoản mà đã gọi là máy cũ qua sử dụng chưa ấy, thì nó là chưa các bạn nhé, chưa qua sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ nói về những cái trải nghiệm của mình liên quan về cái chiếc Galaxy A72 này sau một khoảng thời gian mà cũng gọi là trên tay và xăm soi nó khá là nhiều. Với cái chiếc Galaxy A72 này thì đây là một cái chiếc máy mà vào thời điểm nó ra mắt ấy, một mức giá không thật sự là dễ chịu cho một cái chiếc máy mà được xem là thuộc phân khúc giá tầm trung như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng đi. Đây là một điểm mà thật sự là so với lại những cái chiếc máy khác trong cùng cái phân khúc như thế, rõ ràng nó kém hơn rất nhiều các bạn ạ. Ví dụ điển hình như là cái chiếc Mi 11 Lite 5G đó, cơ bản là cái cấu hình của nó đã cao hơn so với cái chiếc máy này rồi, nhưng mà mức giá thì nó thậm chí nó còn rẻ hơn khoảng là 1 triệu đó, và có thể điểm mới ra mắt như thế. Nhưng mà kể cả là khi mà chiếc máy này nó đã rơi về mức giá tầm khoảng là 9 triệu ấy, thì con chip Snapdragon 720G cũng không phải là một con chip thật sự là có hiệu năng tốt trong khúc giá này. Vẫn là cái chiếc Mi 11 Lite 5G với mức giá bây giờ tầm khoảng là 8 triệu rưỡi thôi. Đã, thì đã có Snapdragon 780 rồi, hiệu năng được xem như là gấp 3 lần sau lại con chiếc Snapdragon 720G như thế này. Còn về cái khoản mà chất liệu, mức độ hoàn thiện thì rất đáng tiếc là cái chiếc máy này nó cũng chỉ được làm từ nhựa thôi. Nếu mà trong khung giá này bù lại với cái khoản cấu hình thấp, chúng ta có một cái chất liệu được làm từ kim loại thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Nhưng mà không, chiếc máy này vẫn được làm từ nhựa. Đi kèm với đó là mình còn thấy được những cái lỗi mà người dùng trải nghiệm họ bình luận là bị lỗi macro. Đây là cái lỗi mà kiểu dạng như là phổ biến nhất của chiếc máy này. Tức là khi chúng ta gọi Messenger hay là gọi Zalo gì đó thì thường là người đầu dây bên kia sẽ nhận cảm thấy là cái giọng của chúng ta không rõ ràng, nó bị chập chờ, tín hiệu các thứ là nó kém. Thì đây là một điểm mà mình thấy rằng là trong quá trình trải nghiệm mình chưa gặp cái lỗi này. Đó, thấy nhiều người dùng gặp rồi, thấy nhiều người dùng bình luận rồi, nhưng mà về cái khoản mà mình đã gặp chưa thì chưa các bạn nhé. Cũng được xem là vẫn sử dụng một cách rất là bình thường. Và về cái khoản mà thu âm để quay những cái video vlog chẳng hạn đó, thì nó vẫn rất là tốt. Macro của con này thì mình đánh giá là một trong những macro mà cho ra cái chất âm gọi là tốt nhất trong phân khúc. Camera thì thực chất nó cũng rất là bình thường chứ không quá là nổi bật các bạn nhé. Nói chung là nó rất là bằng bằng. Còn về cái khoản màn hình thì cái chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một cái màn hình với kích thước là 6.7 inch, rất là to ở đây. Và điểm mà mình thấy khá là ưng về cái khoản màn hình mặt trước đây đó chính là viền nó đã mỏng hơn và camera selfie của nó có một kích thước rất là vừa phải. Tất nhiên ở đây thì mỏng thì không phải quá mỏng về cái khoản phần viền, nhưng mà được cái là nó mỏng đều hết. Nó mỏng đều hết cả bốn cạnh viền. Thì khi mà chúng ta nhìn vào sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là hài lòng, kiểu nó thỏa mãn chứ không phải là một cái cầm dày như là mặt bằng chung những cái chiếc máy khác. Thì đây là một điểm mà mình đánh giá nhìn chung là ok của chiếc Galaxy A72 này. Và tấm nền Super AMOLED trên cái chiếc máy này thì nó cho ra một cái trải nghiệm màu sắc rất là tươi và nền mắt, độ sáng cao. Đây là một cái nét đặc trưng của những dòng máy mà được xem như là thuộc cái phân khúc cận cao cấp như thế này rồi. Đó, cho nên là mình không có gì để chê cả về cái khoản chất lượng hiển thị. Xem phim giải trí trên con này thì rất là đã. Đó, còn về cái khoản mà pin của con này cũng là một điểm mà mạnh trong cái phân khúc giá, khi mà giờ đây chúng ta sẽ có một viên pin với dung lượng là 5000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên tới 25W. Nhìn chung đây là một cái công nghệ sạc nhanh phổ biến mà Samsung đã áp dụng trên những cái dòng máy flagship của mình. Nên dù các bạn có bỏ tầm tiền cao hơn sở hữu những cái chiếc máy flagship xịn sò hơn thì công suất sạc nó chỉ dừng lại là khoảng 25W thôi. Và còn về cái phần loa kép nữa cũng là một điểm mà mình cảm thấy rất là hài lòng, khi mà cái âm lượng tổng thể của cái phần cụm loa này nó khá là cân bằng. Tất nhiên là về cái phần mà loa phụ, loa thoại ở trên đây thì khi nó phát ra nó vẫn sẽ kém hơn một tí về phần âm lượng, nhưng mà so với lại mặt bằng chung những cái chiếc như là
Redmi cả mọi người mình đang dùng hoặc là những cái chiếc máy đến từ Xiaomi khác ấy, thì trên cái chiếc Galaxy A72 này nó sẽ làm tốt hơn. Xét về mặt tổng thể thì đây vẫn là một cái chiếc máy mà nó thiên hướng là dành cho những người dùng phổ thông nhiều hơn, tức là những người mà biết nhiều về công nghệ hoặc là theo dõi những video công nghệ thì chúng ta sẽ biết rằng là nó có một cái mức cấu hình rất yếu. Nhưng mà đối với lại người dùng phổ thông thì họ luôn luôn thấy rằng là đây là một cái chiếc máy gọi là nhìn chung là đáng mua trong cái phân khúc giá khoảng 9 triệu như thế này, một thương hiệu cực kỳ an tâm này. Đó, mức độ hoàn thiện của này thì cũng khá là tốt nữa các bạn nhé. Rồi là chúng ta sẽ có giờ đây là một cái màn hình cực kỳ đẹp, một camera cũng gọi là đủ dùng trong phút, pin cũng trâu hơn và có sạc nhanh lên tới 25W. Đây là những cái điểm mạnh của cái chiếc Galaxy A72 trong mắt của một người dùng phổ thông. Còn nếu như mình thì mình sẽ khá là khó để có thể lựa chọn chiếc máy này. Tại vì nếu trong cái phân khúc giá này thì sẽ có cái chiếc Galaxy Note 10. Note 10 là cũng thuộc cái dạng hàng mà đã kích hoạt bóc siêu máy để lấy doanh số với hãng hoặc là những dòng máy trưng bày vẫn còn cái khoảng thời gian bảo hành chính hãng các bạn nhé, thì nó sẽ đáng mua hơn. Thì vì đó là một cái chiếc máy flagship, hiệu năng sẽ cao hơn so với lại cái chiếc máy này. Nhưng mà rất tiếc thì điện thoại hay là đang hết hàng cái chiếc máy đó. Và trong phân khúc giá này thì option bộ nhớ của cái chiếc Galaxy A72 cũng rất là thoải mái. RAM thì 8GB và bộ nhớ trong lên tới là 256GB. Cũng là một điểm mà dành cho những bạn nào mà thích quay video, thích tải nhiều app các thứ này kia lưu trữ thì cực kỳ thoải mái cho con này. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Samsung Galaxy A72 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.